Dạ, câu hỏi đầu tiên, ban tổ chức chúng con xin chuyển đến cho máy Galaxy J5 và xin máy Diệu An, ban hộ niệm Liên Hoa, Quảng Ngãi chuẩn bị ạ. Dạ, con mời bác đặt câu hỏi ạ. Xin bác có câu hỏi không ạ? Nếu bác có, bác giơ tay lên, bác không có, bác kéo tay lại ạ. Dạ, con mời bác đặt câu hỏi ạ. Dạ, con xin chào cư sĩ Diệu Âm ạ. Dạ, con hôm nay 47 tuổi. Con cũng ăn chay niệm Phật cũng được 7 năm rồi. Mà bây giờ con còn có mỗi khúc mắc là con bị bệnh ung thư phổi từ năm 2019 đến bây giờ. Và con không uống thuốc, con buông bỏ tất, con không điều trị, con không dùng bất cứ một cái gì cả, con chỉ có niệm A Di Đà Phật, con cầu vãng sinh thôi. Mà giờ này con lại vướng mắc thêm mất vào con nghiện ma túy. Thì khi bây giờ và không may vô trường nó đến thì liệu con có được vãng sinh hay không ạ? Con xin ngài A Di Đà Phật. Mất vãng sinh khi ra đi, bác không niệm Phật, không nguyện vãng sanh. Bác nguyện ma túy, nhưng mà bây giờ bác nguyện luôn câu A Di Đà Phật cầu vãng sanh. Nếu cái nguyện mà niệm A Di Đà Phật cầu vãng sanh lớn hơn cái nguyện ngập ma túy. Nghĩa là lúc xả bỏ báo thân, bắt niệm câu A-di-đà Phật rõ ràng, bắt quyết trí trở về Tây Phương Cực Lạc, thì bác vẫn được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc như những người bình thường. Cho nên cái nguyện ma túy làm cho bác phải tốn kém tiền bạc, làm cho cơ thể của bác thực sự không an tâm. Nếu mà tinh thần của bác vững vàng thì nghĩ rằng là mình nghiện những chất này có thể làm cho mình mệt mỏi, mê man, bất tỉnh, hoặc là không sáng suốt trong lúc lâm chung, thì chính cái này sẽ làm cho bác mất vãng sanh, chứ không phải cái nghiện đó mất vãng sanh. Mà chỉ cái nghiện này làm cho bác tự nhiên lúc đó làm cho bác không thể nào niệm câu A Di Đà Phật được. Cơ thể của bác nó vằn vọt, bác nó bắt bác phải khổ đau trong lúc ra đi. Thì chính cái khổ đau trong lúc ra đi đó làm cho bác quên hết tất cả, bác mất vãng sanh. Như vậy thì nếu thực sự bác quyết lòng nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, bác quyết lòng một đời này bác trở về Tây Phương Cực Lạc, thì bác phải có cái tinh thần vững vàng, có cái nghị lực sắc bén nhất định, phải đam bạc, phải bỏ lòng cái chấp nhận này, để hy vọng rằng là khi mà ngày nằm xuống của bác, tự nhiên những chấp nhận này nó không thể nào chế ngự bác được, mà tự bác làm chủ lấy thân thể của bác. Bác nhớ không? Bác muốn giơ tay muốn nói cái gì, mở 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 mic lên nói đi. Bây giờ cho con hỏi, ví dụ bây giờ con bỏ cái này, con bỏ ma túy mà con buông bỏ cái áo thân này thì con có được vãng sinh không ạ? Nhất định bác được vãng sanh nếu bác bỏ này và bác thề rằng là lúc tôi bệnh tôi niệm Phật, lúc tôi đau tôi niệm Phật, lúc tôi tắc hơi tôi niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Phật nói rằng là như tình trạng của bác niệm được 10 câu A-di-đà-phật rồi buông báo thân ra đi, nhất định bác được vãng sanh 100%, chứ không phải là 99%. Nhưng bác phải hứa là con niệm được A-di-đà-phật, nhất định con phải niệm cho được, nhất định con niệm cho được, thì A-di-đà-phật nhất định lai nghinh tiếp nhận bác đi về Tây Phương Cực Lạc. Nhớ nhé, bây giờ bác đang bị bệnh phổi, không ai cấm bác uống thuốc, nhưng bác nghĩ rằng là uống thuốc chi cho vết. Nếu mà thở rằng bệnh phổi của bác đã đi từ giờ phút cuối, thì bác có quyền không uống thuốc, nhưng bệnh
Nhưng hộ niệm vãng sanh không cấm bắt uống thuốc. Nếu bác thấy được uống thuốc cũng như không, bác không còn một câu A Di Đà Phật, bác quyết chí là sẽ bỏ luôn cái thân xác viên ngọc này để trở về thôi. Bác nhất định được vãng sanh. Nhiều khi trong cảnh ngộ éo le này làm cho nghị lực tinh thần của bác vững vàng lên. Chính cái tinh thần nghị lực vững vàng của bác giúp cho bác niệm được câu A Di Đà Phật. Bác đi về Tây Phương, rất nhiều người tình trạng nghiện ngập đã quyết lòng xin sám hối, quyết lòng thay đổi, họ đi vãng sanh bất khả tư nghị. Hy vọng rằng bác sẽ là một người ra đi bất khả tư nghị để chứng tỏ cho bà con cô bác của mình biết pháp môn niệm Phật vi diệu tối thắng không thể nghĩ bàn. Bác đồng ý không? Nhất định không? Giơ tay lên, cao lên cho mỗi người chứng minh đi, bác sẽ đi vãng sanh nhé. A Di Đà Phật. Chúc mừng cho bác, chúc mừng cho bác. A Di Đà Phật. Chúng con thay mặt cho bác thành tâm cảm niệm tri ân công đức là cư sĩ Diệu Âm. Và chúng con được con biết bác pháp danh gì thì chúng con cũng xin bác cố gắng là ngay giờ phút này, ngay lập tức là mời ban hộ niệm để ban hộ niệm giúp đỡ cho bác, để tháo gỡ cho bác, để bác có được cái cơ hội mà trong cái căn bệnh này được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu bác không biết ban hộ niệm nào thì bác cũng có thể liên lạc với thầy Thích Thành Phú hoặc liên lạc với ban tổ chức để chúng con giới thiệu ban hộ niệm gần bên nơi bác ở để cho giúp cho bác ạ. A Di Đà Phật. Và câu hỏi kế đến, chúng con xin chuyển đến cho máy Diệu An, ban hộ niệm Liên Hoa Quảng Ngãi. Và kính xin thầy Thích Thành Phố chuẩn bị ạ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, con kính thưa lão cư sĩ Diệu Âm, con xin hỏi dùm cho một cô đồng tu đang có mặt trên đường dâm ạ. Con là thành viên ban hộ niệm, tuổi đã lớn. Năm nay con 80 tuổi, trước kia con có đi chùa ăn chay ở gần nhà chỉ một tháng, tới chùa hai lần để thắp nhang cúng dường và cầu xin phước báo. Từ ngày con nương tựa vào ban hộ niệm tu hành, ngày ngày niệm Phật sám hối và nghe pháp toàn tọa đàm của lão cư sĩ Diệu Âm giảng giải, con rất tin tưởng pháp hộ niệm. Con ở xa ban hộ niệm vì tuổi già cũng không đi xa được nên con nương vào đường dâm của ban hộ niệm và đường dâm của thế giới hộ niệm mà tu hành. Nhưng càng về sau các con không biết Phật pháp, làm cán bộ nhà nước phản kháng, không nhất trí cho con ở nhà tu niệm Phật. Các con nói về chùa tu là được rồi, vì ở chùa các thầy có giấy chứng nhận, còn mẹ tu với ban hộ niệm tu tại gia nguyện bản sanh gì đó có giấy chứng nhận không, mẹ đưa ra cho con thấy thì con mới cho mẹ tu. Vậy con xin lão cư sĩ Diệu Âm mở lòng từ bi cho con một lời khuyên về chỉ điểm cho con tu hành như thế nào để cho con được các con mời ban hộ niệm khi con bệnh xuống để hỗ trợ cho con và con có phước phàm vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Con thành kính tri ân công đức của lão cư sĩ Diệu Âm. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Không biết là vị đồng tu này có trinh xung và người con này có trinh xung không? Diệu An, người con cũng có trinh xung luôn hả? Xin thưa với chư vị là cái pháp hộ niệm này, Giáo hội Phật giáo Việt Nam rất hoan hỷ đấy. Nếu mà chư vị gặp thẳng vị tổng thư ký của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là Ngài Thích Đức Thiện. Chính trước đây, giám này đã mấy lần gặp được Ngài. Và Ngài hoan hỷ vô cùng. Có mấy lần trên điện thoại, Ngài kêu Việt Nam về, và kêu Diệu Âm về Việt Nam để mà giúp cho Ngài ổn cố chương trình hộ niệm. Và chính Diệu Âm biết là trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam có thành lập cái tiểu ban gọi là tiểu ban hộ niệm. Diệu Âm đã biết cái chuyện đó. Và chính cả một lần, chính Ngài Tổng Thư Ký là Ngài Thích Đức Thiện đã đi bay qua bên Âu Châu và gặp nói chuyện với Diệu Âm. Và Ngài muốn là Diệu Âm mau mau trở về Việt Nam.
Dâm đã hứa với Ngài sẽ trở về, nhưng chưa kịp về thì COVID chặn đường rồi. Vì cái bệnh COVID chặn đường cho nên thành ra Diệu Âm không đi được, mà Dâm có hứa với Ngài là thực ra con đã nói về hộ niệm 20 năm nay rồi. Bây giờ đi không được thì con sẽ cố viết một cái tập sách mà nói từ đầu chí đuôi cặn kẽ từng chút về ban hộ niệm để trình lên Ngài. Đó là tập sách xin báo cáo với chư vị. Đây là tập sách để hiểu thấu hành đúng pháp hộ niệm đây. Và trong này Dâm cũng có xin tri ân Ngài Thích Đức Thiện, nhờ Ngài mà tập sách này ra đời. Và chính Dâm lúc đó cũng đã gặp luôn Ngài Tiến sĩ Bùi Hữu Dược, lúc đó là Vụ trưởng Vụ Phật giáo Việt Nam. Chính mấy lần Ngài Vụ trưởng này cũng muốn việc về việc Dâm về Việt Nam thêm mấy lần nữa, nhưng mà lúc đó Dâm cũng mệt mỏi rồi, Dâm muốn là an nghỉ để lo niệm Phật. Và đùng một cái hình như cái bệnh COVID, dịch COVID đã giúp cho Dâm không đi được nữa, thành ra bây giờ một tuần với ba ngày lên trên Zoom này gặp chư vị. Như vậy thì người con của người mẹ này nói là giáo hội có chấp nhận hay không, có chứng nhận hay không thì xin chư vị hãy đến giáo hội trung ương hỏi thử các ngài có chống đối việc hộ niệm hay không. Và theo như dự án biết, trên đường Zoom này có một vị sư nằm là thành phần trong giáo hội trung ương. Xin hỏi thắng ngài là chương trình hộ niệm này giáo hội có cho phép hay không? Nếu chư vị thấy rằng là đây là một cái chánh pháp được giáo hội công bố thì nên khuyến tấn mẹ mình tìm ban hộ niệm cho mẹ mình, nghiên cứu hộ niệm để giúp cho mẹ mình thực hiện con đường giải thoát qua cái phương pháp hộ niệm vãng sanh đi chư vị. Nếu chư vị nghĩ rằng là tu bằng phương pháp hộ niệm không bằng tới chùa thì điều này cũng đúng, chư vị cố gắng yểm trợ cho mẹ mình tới chùa tu hành đi. Nhưng ở tại chùa, nếu thực sự những chùa nào mà chuyên lòng niệm Phật sẽ rất hợp với thời mạt pháp này, có thể giúp cho mẹ mình, cho cha mình, cho những người đồng tu một đời này vãng sanh. Đây là sự thực chứ không phải là nói ngoa đâu. Pháp nào cũng là pháp Phật, mà pháp niệm Phật hộ niệm vãng sanh được Đức Thế Tôn long trọng tuyên dương ở thời mạt pháp này. Chư tổ tuyên dương, chư vị Bồ Tát, Đại Bồ Tát tuyên dương thì là người phàm phu. Nếu chư vị thương cha thương mẹ hãy quyết lòng yểm trợ cha mẹ mình niệm Phật, tại vì phàm phu tục tử chỉ có phương pháp niệm Phật là phương pháp dễ dàng, hộ niệm là phương tiện tối thắng. Niệm Phật hộ niệm vãng sanh là cái cơ duyên cho người già cả yếu đuối, tâm trí mê mệt như mẹ như cha của mình, có được phước duyên niệm được câu A Di Đà Phật trước khi xả bỏ pháp thân mà ra đi thân tướng tốt đẹp đó. Nếu người có nghe được những lời này hãy ngộ ra mà giúp cho mẹ mình. Còn nếu chư vị nói là ra đi cứng cũng được, mềm cũng được, không còn cái đó, thì thôi Diệu Âm này đành chịu thua vậy.
Chứ nếu chư vị hiểu được rằng khi mẹ mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, lưu lại tướng đại lành là một cái phước báo vô cùng vô tận mà từ trước tới nay dòng họ mình không có một người nào hưởng được đó. Mong chư vị ngộ ra để giúp cho người mẹ của mình hoàn thành tâm nguyện giải thoát, và mình cũng là một người con đại hiếu vậy. A Di Đà Phật.